chút à, Nhưng không sao nhá Hôm trước mình đang ở cái trang 235 à, So do I set breathlessly này Well, we'll soon know Chúng ta sẽ biết sớm thôi Đấy, tức là cái bọn này nó đang 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 bàn tán xem là không biết ai sẽ là cái nhà vô địch của Hogwarts Để mà tham gia vào cái giải tam pháp thuật ở đấy chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn cứ nhớ rằng là thả like thật là nhiều, thả tin thật là nhiều này. Đấy, và có bất cứ câu hỏi gì um, về kiến thức về IELTS tiếng Anh thì cứ hỏi nhé. Ok, mình bắt đầu nào. The Halloween feast seemed to take much longer than usual, perhaps because it was the second feast in two days. Harry didn't seem to fancy the extravagantly prepared food as much as he would normally have done cái buổi lễ um, buổi tiệc Halloween ăn uống buổi tiệc ăn uống Halloween thì có vẻ là nó kéo dài lâu hơn so với lại thường lệ để thực thực tế là thích ấy thích một cái lượng thời gian thì tức là nó tốn cái lượng thời gian đấy đó có một cái cách nhấn mạnh ấy, nó gọi là thích forever để mà kiểu như nói phóng đại lên rất là lâu có lẽ là bởi vì nó là cái buổi tiệc thứ hai trong hai ngày buổi tiệc thứ hai của họ trong hai ngày liền. Harry không có vẻ là thích thú cái những cái món ăn mà nó được chuẩn bị một cách rất là sang trọng, rất là hoành tráng như là cậu ấy sẽ thông thường thì mình sẽ có từ extravagant nó là sang, nó là kiểu như sang chảnh, xong rồi là phung phí một cách nó quá là quá độ ấy, một cách nó quá độ. Đấy ví dụ mình tiêu tốn nhiều tiền nhá xa hoa đúng rồi nó gọi là cái từ xa hoa thì tức là extravagant đó và prepare ở dạng bị động như thế này tức là đồ ăn đã được chuẩn bị một cách nó rất là xa hoa còn khi mà mình fancy một cái gì đó thì tức là mình thích cái đấy ừ. rồi normally have done tức là vốn dĩ thông thường cậu ấy sẽ như vậy đúng không giả định một điều không có thật trong quá khứ rồi like everyone else in the hall judging by the constantly craning craning necks the impatient expressions on every face, the fidgeting and the standing up to see whether Dumbledore had finished eating yet. Harry simply wanted the place to clear and to hear what had been, who had been selected as champions. Uh, cũng giống như bất cứ một cái người nào khác trong cái con rảnh chính um, đánh giá dựa trên cái um, những cái cổ mà nó thường được nghển lên đến từ các học sinh Đấy thì từ crane nhá, nó bình thường nó là cái cần cẩu á. Nhưng mà craning neck thì tức là cái cổ nó ngẩng lên, nó dướn lên trên cao để mà nó nhìn cho rõ hơn đó. Còn constant thì tức là thường xuyên, đúng không? Thường xuyên. Thôi đi chỗ khác đi, xe cái gì. Đấy. Cứ inbox inbox xong rồi là mỗi người 10.000 cái thứ. Ok rồi nhớ là crane là cái cần cẩu á hoặc là kiểu như là cái nó gọi là cái dàn để mà chúng ta đưa những cái thiết những cái, những cái vật liệu xây dựng lên trên cao á đó thì đây craning next ngẩng cổ lên nhá à, những cái biểu cảm nôn nóng trên từng khu, trên từng khuôn mặt của mọi người impatient thì tức là kiểu không kiên nhẫn được đúng không à, expression thì đó là cái biểu cảm ở trên mặt rồi hoặc là cái biểu um, sự biểu lộ rồi the fidgeting cái um, cái con quay ấy các bạn có biết là cái con quay ở trên nó 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 cứ xoay con quay vô cực ấy thì nó gọi là cái fidget spinning không và nếu mà mình 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 fidget thì tức là kiểu mình loay mình loay hoay xong rồi mình nghịch tay nghịch chân mình cứ thế kiểu tay máy không thể nào mà ngồi yên được ấy thì đấy nó gọi là fidget đó fidget và đây có nghĩa là kiểu cái sự loay hoay nha tay chân nghịch ngợm không thể nào ngồi yên được này và đứng dậy để mà xem xem liệu rằng cụ Dumbledore đã ăn xong chưa Đấy, đã ăn xong cái bữa ăn của mình chưa Harry đơn giản là cũng muốn những cái đĩa ăn nó phải trống tức là nó nhanh 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 chóng chóng hoàn thiện cái bữa ăn plate chính là các cái đĩa đó để mà nghe rằng ai đã là được chọn là cái người vô địch là cái nhà vô địch của Hogwarts đó thì đây, who had been selected, đúng không? Ai đã được chọn này Với cương vị là nhà vô địch At long last, the golden plates uh, The golden plates returned to their Original spotless state Sau một cái khoảng thời gian Rất là dài, cuối cùng Thì những cái đĩa vàng Cũng đã quay trở về cái trạng thái Không hề có vết bẩn nào của chúng nó Nào, thì đây At long last, nó giống kiểu in the end đó, Sau một cái thời điểm, eventually, đúng không? Golden Tức là nó giống vàng thôi Nó được mạ vàng chứ không phải là bản chất của nó là vàng đâu Và return tức là trở về đúng không? Quay trở về original tức là ban đầu Dựa trên cái gốc từ đó là origin, nguồn gốc Spot, vị trí Nhưng nó còn có nghĩa là cái điểm Cái điểm hoặc là cái đốm nữa nhé Đấy hay là một cái vết gì đó Ví dụ một cái con mèo đốm ấy Đấy thì mình có thể bảo đó là một con spotted cat đó và đây spotless tức là không hề có vết không hề có cái thứ gì cái đốm gì ở trên đó được chưa rồi state thì đó là cái trạng thái there was a sharp upswing in the level of noise within the hall có một cái có một cái sự gia tăng rất là nhanh chóng trong cái mức độ tiếng ồn trong cái con sảnh chính đấy upswing ấy nó giống cái từ in nó giống từ increase sự gia tăng đấy từ này có thể được sử dụng trong biểu đồ, đồ rất là hay nha up swing, mm. short thì tức là sắc nhọn và nếu mà một sự gia tăng như thế thì tức là nó tăng rất nhanh vọt lên một cái, đó. rồi level mức độ đúng không? Which died away almost instantly as Dumbledore got to his feet. nào cái mức độ tiếng ồn đấy này nó 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 tắt ngay gần như là lập tức khi mà thầy Dumbledore đứng dậy. Đấy, die away nha thì thường ấy chúng ta nên hiểu tức là bây giờ các cái con động vật đó nó chết dần chết mòn đó thì đấy là cái ý nghĩa đen của cái từ die away nhưng mà chúng ta còn có thể sử dụng trong cái âm thanh nữa tức là âm thanh nó tắt Như âm thanh nó tắt gần như là ngay lập tức bởi vì instant thì mức mức độ của nó là ngay lập tức mà nó bằng từ immediately và trạng từ bổ nghĩa cho động từ nhá, theo kiểu là một cách ngay lập tức rồi, on either side of him, Professor Kakarov and Madame Maxim looked as tense and expectant as anyone. Cả hai bên của thầy Dumbledore, giáo sư Kakarov và ông à, và bà Maxim thì nhìn căng thẳng và mong chờ như là bất cứ người nào khác. Đấy, thì mình sẽ có từ tense. Tension á, thì đó là danh từ sự căng thẳng nha yeah, và expect thì nó kỳ vọng nhưng mà expectant thì nó có nghĩa là vẻ mặt mong chờ đang ngóng đợi thì đấy nó là expectant mm. nào expectant parents thì nó có nghĩa là bố mẹ mà đang chờ con sinh ra ha, kiểu đang có bầu ấy. đó expectant rồi Ludo Batman was beaming and winking at various students Mr. Crouch however looked quite uninterested almost bored Ờ, ông Ludo Bacon thì đang cười dạng dỡ và đang nháy mắt về phía rất nhiều học sinh. Ờ, beam đó là ánh sáng mà nó phản chiếu nhá, nó 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 được chiếu xuống. Đấy và nếu mà mình có ở dạng nụ cười thì tức là cười rất là tươi. Ờ, có một cái ống ánh nó toát ra từ răng. Wink, nháy mắt. Ừ, nháy mắt. Ừ. Ông Crouch tuy nhiên thì lại nhìn nó khá là thờ ơ, gần như là nhàm chán rồi từ quiet nói về mức độ đúng không khá là như thế và ăn ăn interested nha In, interested là hứng thú rồi và đây coi như là kiểu thờ ơ này không hề có hứng này okay uh, well the goblet is almost ready to make its decision cây cốc thì nó gần như là đã sẵn sàng để mà đưa ra cái quyết định của nó set Dumbledore I estimate that it requires one more minute now where the champions names are called I would ask them please to come up to the top of the hall Walk along the staff table And go through into the next chamber Tôi uh, dự tính rằng Nó sẽ cần đến thêm một Một phút nữa Cái từ estimate Nha estimate nó khá là Trong những cái bài về tương lai ấy, Nó có thể được sử dụng tương tự như kiểu là Cái từ expect Cái chỉ số đúng không? Nó được kỳ vọng là sẽ tăng Đấy, Và đây nó gọi là dự tính Đó tôi dự tính rằng Require thì nó có nghĩa là yêu cầu Đấy và đây có nghĩa là cái cốc lửa này này Nó yêu cầu một phút nữa đúng không? Nó cần đến một phút nữa Rồi bây giờ khi mà những cái tên của các nhà vô địch nó được gọi đến Tôi sẽ yêu cầu họ làm ơn là đứng dậy Và đi lên cái phần phía bên trên của cái con sảnh ờ, Chúng ta sẽ có sở hữu đúng không? Name, nhà champions name, những cái tên của họ Call thì có thể hiểu là được đọc đến, được gọi đến Ask somebody to do something thì nó có nghĩa là yêu cầu người ta làm cái việc đấy nhé Chứ không phải là hỏi đâu The top of the hall đúng không? Cái phía bên trên cùng của cái con sảnh này Đi dọc theo cái bàn giáo viên Và đi qua đó Đến cái khoang Đến cái phòng chứa tiếp theo đó, Đến cái phòng chứa tiếp theo Hay là cái buồng tiếp theo Walk along thì along nó giống giống cái trạng thái song song ấy Hai thứ nó kiểu như là song hành với nhau Staff table Staff thì đó là kiểu nhân viên đúng không? Nói chung chung rồi từ này không đếm được nha đừng có thêm s nhưng mà a staff thì nó lại được đấy uh, oh, từ này rất là hài bởi vì a staff thì tức là một cái lực lượng nhân viên một cái đội nhân viên trong một cái tổ chức nhưng mà staff thì không bao giờ để số nhiều đó. chamber tức là cái hầm hoặc là cái khoang đó cái khoang he indicated the door behind the staff table where the, where they will be receiving their first instructions Ông ấy, thầy hiệu trưởng này thì chỉ vào cái cánh cửa Đằng sau cái bàn giáo viên Nơi mà họ, những nhà vô địch Sẽ nhận được những cái lời chỉ dẫn đầu tiên Indicate uh, Thì mình nên hiểu ấy Tức là bây giờ dùng tay nha Xong rồi là chỉ trỏ minh họa ấy, Thì nó gọi là indicate uh, uh, Tại sao nó dùng will be verbing? Bởi vì thực tế nó nói Nói về một việc đã được lên lịch trình Sẵn sàng xảy ra Tại một thời điểm không đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai. Receive thì đó là nhận về, instruct đó hướng dẫn và đây là danh từ của nó những sự hướng dẫn. He took out his wand and gave a great sweeping wave. Uh, à, gave a great sweeping wave with it. Um, at once all the candles except those inside the carved pumpkins were extinguished, plunging them all into a state of uh, semi darkness. Ông ta lấy cái đũa thần của mình ra và vẩy một cái cú rất là lớn. Không không chính xác ra là kiểu ông ấy um, ông ấy vẩy một cái đường quét ngang rất là rộng. Nhá bởi vì wave đó là cái, cái 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 đợt sóng đúng không? Và ngoài ra nó còn có nghĩa là vẫy nữa mà sweep nhá. Một cái um, chổi đúng không? Khi mà nó quét nhà thì nó là nó nó đang sweep the floor. Đấy vậy thì đây có nghĩa là kiểu như cái cái hành động vẩy đũa của ông ấy là đi theo chiều ngang. Mà Great thì tức là mức độ rất là lớn Rộng Rồi với cái đũa đấy này Và ngay lập tức tất cả những cái ngọn nến Ngoại trừ những cái ngọn bên trong uh, Những cái quả bí ngô đã được nạo khắc Thì nó bị dập tắt nào all the candles Đúng không? Tất cả ngọn nến Đây là từ candle nha um. Cough Thì bình thường nó có nghĩa là kiểu như mình chạm chỗ Mình uh, điêu khắc Đó và đây có nghĩa là ED Vậy thì tức là những quả bí ngô đã được Um, nạo quét đúng không? extinguisher thì nó gọi là một cái bình cứu hỏa và đây là động từ gốc của nó extinguish rồi nó còn có nghĩa là kiểu như mình dập tắt một thứ gì đó ví dụ bây giờ là ý chí nghị lực đúng không? nó có thể sử dụng sử dụng nghĩa bóng Đấy his spirits have been extinguished uh, by the death of his uh, lover chẳng hạn đi Đấy, ví dụ thế thì đó ý chí đã bị dập tắt này rồi um, đẩy chính xác hơn là kiểu vùi họ vào trong một cái trạng thái nửa tối nửa mờ đấy, bởi vì darkness thì đó là bóng tối và đây là semi tức là kiểu như là một nửa cái đấy thôi đúng không? vẫn có những cái ngọn xạ ngọn nến mà nó kiểu bập bùng đây đó plunge từ plunge thì bình thường gốc từ nói có nghĩa là kiểu lội xuống từ trên cao phi xuống thì nó là plunge nhé plunge rồi đẩy họ xuống đúng không? đẩy họ vào một cái trạng thái như vậy The goblet of fire now shone more brightly than anything in the whole hall. Um, cái cốc lửa thì bây giờ nó sáng hơn bất cứ thứ gì khác ở trong cái con sảnh đấy. Không nó phải có chữ e nữa, đấy. plunge có chữ e nữa. Shone thì đó quá khứ từ shine, nha shine ánh nắng hoặc là kiểu là dạng động từ tức là nó ánh lên. Brightly trạng thái của từ ánh đúng không? Tức là ánh rất là dạng dỡ. Um, có cái từ shine nó rất là hay ấy, mình hay sử dụng tức là it's not where I shine, đấy không phải là cái sở trường của mình đúng không? It's not where I shine, where I shine. đó. Các bạn có thể nói một thứ gì đó không phải là sở trường của mình ấy, it's not where I shine, where I shine. The, spark, uh, the sparkling bright, Bluey whiteness of the flames almost painful on the eyes cái ánh sáng từ từ chính xác hơn ở đây 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 đấy cả một cái cụm danh từ nhá cái ánh sáng trắng xanh um, dạng rỡ lung linh bùng lên của cái ngọn lửa ấy nó gần như là nó vô cùng là, là là, đau đớn đối với lại mắt người đấy người ta nhìn vào được chưa thì đây bây giờ mình sẽ có này từ blue này nhưng mà nó là gọi, gọi là bluey bluey tức là có tính chất màu xanh À, có tính chất màu xanh, whiteness thì đó là cái sự trắng, nhá cái sự trắng, à, tức là kiểu ở giữa cái sự trắng đấy có một một vài những cái điểm đốm màu xanh ấy. Rồi sparkling, tức là kiểu như lung linh, nó óng ánh, nó rực lên. Đó thì nó gọi là sparkling. Rồi tiếp theo, flames thì nó ngọn lửa này và painful đúng không? Tức là kiểu như nó gây đau đớn đối với lại con mắt. Everyone watched Waiting a few people kept checking their watches. Ừ. Mọi người, tất cả mọi người trong sảnh thì nhìn Gọi là kiểu nín thở chờ Và một số người thì um, Từ từ một vài người thì Cứ thế kiểu kiểm tra đồng hồ của mình Nhìn giờ Từ từ, đây này Cái từ này nha, mình giới thiệu cho mọi người một thứ rất hay Đó là way with bated breath Tức là kiểu nín thở chờ đợi With bated breath Đó rồi thường nó đi từ wait đúng không? Để gọi là nín thở chờ đợi. Any second, Lee Jordan whisper, uh, two seats away from Harry. Ừ, nó có thể bất cứ lúc nào nó sẽ đọc ra những cái tên của nhà vô địch đấy. Uh, Lee Jordan thì thầm vậy. Ngồi cách Harry hai ghế. Nhà ngồi tính từ vị trí của Harry là cách hai ghế này. Bởi vì away đúng không? Nó nói khoảng cách mà. The flames rồi. The flames inside the goblet turned suddenly red again. Sparks began to fly from it. Next moment, a tongue of flame shot into the air. A charred piece of parchment uh, fluttered out of it. The whole room gasped. Cái ngọn lửa bên trong cái cốc thì nó chuyển bất thình lình thành màu đỏ một lần nữa. đấy bởi vì suddenly đúng không cái trạng thái kiểu như là đột nhiên uh, turn thì tức là bị cấm nha, là nó chuyển đó. Những cái tia lửa thì bắt đầu Nó bay ra từ cái cốc đấy Spark um, Tia lửa điện á Hoặc là kiểu như là cái cái tia lửa khi mà nó đốt củi á Ngoài ra nghĩa bóng thì nó còn có nghĩa là Những cái um, Tình cảm Rồi là những cái, những cái tình tứ nha, Tình tứ, đấy là nghĩa bóng đúng không Ánh lửa giữa hai người ấy, uh, Bay ra từ cái cốc này Và khoảnh khắc sau đó Một cái ngọn lửa lớn thì nó bắn lên không trung nó vọt lên không trung chính xác ra là từ thăng nó là cái lưỡi nhưng mà nếu mà ở thăng ở flame thì tức là kiểu như một cái ngọn lửa mà nó bùng lên rất là lớn đấy cái hình dáng của nó nhìn y hệt cái lưỡi không? rồi shot into the air một cái mẫu giấy da đã bị cháy xém thì nó xào sạc nó bắn ra nó rơi ra khỏi cái cốc đấy đầu tiên mình sẽ có charred rồi tức là kiểu bị cháy xém nhá có những cái Cưng cứng màu đen đen bên ngoài ấy. đấy thì nó gọi là charred. À cái môi, cái môi mà nó bị khô ráp xong rồi nó có các cái vảy bên ngoài ấy. thì nó gọi là chapped. Chapped. Ừ, nhìn khá là giống đúng không? Cái che này này, ok. Rồi, piece of parchment nha. Tức parchment là giấy da và đây là một mẫu giấy da này. Flutter thường nói đến những thứ gì có cánh nó đập xào xạc. Đấy nó đập xào xạc thì đấy nó gọi là flutter cả cái khán phòng, cả cái căn phòng thì nó há mồm, đấy, cái từ gas ở đây là như vậy, há mồm lấy hơi vào để mà thể hiện sự ngạc nhiên. nhớ cái môi mà kiểu như bạn nào mà bị nẻ môi ấy, dùng cái từ chapped này cũng rất hay. Đó. My lips have become chapped in the winter. Đó. Trong mùa đông ngơ, thì đấy nó bị chapped. Uh, Dumbledore caught the piece of parchment and held it at arm's length so that he could read it by the light of the flames which had turned black, uh à, turned back to blue-white. blue-white. Dumbledore bắt được cái mẩu giấy ra và giữ nó ở cái tầm tay của mình. Arms length, đúng không? Cái chiều dài của cái cánh tay ấy. Để mà ông ấy có thể đọc nó dưới cái ngọn đèn của không dưới cái ánh sáng của ngọn lửa thứ mà nó đã quay trở về cái màu xanh trắng của nó. Ừ. Ờ có từ gì khó? Không? The light of the flames, đúng không? Cái, cái ánh sáng mà nó tỏa ra từ cái ngọn lửa thôi mà. The champion for Dumstrang, he read in a strong, clear voice, will be Victor Crum Cái nhà vô địch cho cái ngôi trường Dumstrang, ông ta nói, ông ta đọc to này trong một cái giọng nó rất là lớn và rõng rạc Đó là Victor Krum. Strong thì đây chúng chúng ta phải hiểu là kiểu giọng nó âm lượng lớn, đó, đừng gọi là giọng khỏe. Clear thì rõ ràng là kiểu rõng dạc nói từng chữ rồi. No surprises, no surprises there. Yell, Ron, as a storm of as a storm of applause and cheering swept the hall. Quả là không có những sự ngạc nhiên gì ở đây. Uh, Ron hét lên. Đấy. Khi mà một cái cơn bão những chàng vỗ tay và tán thưởng thì nó lan rộng khắp cái con sảnh, cái khu cái khu sảnh. A storm thì rõ ràng bão rồi nha bão rồi Đấy, Và tất nhiên nó có thể sử dụng với lại applause Đi theo cái kiểu nhân hóa, nghĩa bóng đúng không? A storm of applause ừ, Các bạn có thể sử dụng cái từ này nữa này Gale A gale đó là một cái cơn cuồng phong Gió lớn Đấy đó. Cheering thì đó là sự tán thưởng rồi nha Swept, quá khứ từ sweep Sweep đó là quét nhà Vậy thì đây tức là nó càn quét Đúng không? Nó càn quét Lan rộng cả cái con sảnh Harry saw Victor Crumb rise from the Slytherin table and slouch up towards Dumbledore. He turned right, walked along the staff table, and disappeared through the door into the next chamber. Harry nhìn thấy Victor Crumb uh, đứng dậy từ cái bàn bên nhà Slytherin. Từ rise thì đúng ra nó gọi là trỗi dậy ạ. Nhưng mà ở đây thì hiểu là vươn mình đứng dậy đúng không? Và cúi khom người xuống hướng về phía của thầy Dumbledore Uh, chính xác ra là kiểu như khom người xong rồi đi lù đà lù đù hướng về phía của thầy Đam ấy cậu ấy quay về phía bên phải đi dọc theo cái bàn giáo viên và biến mất qua cái cánh cửa đi vào cái hầm tiếp theo cái hầm tiếp theo đấy cái từ slouch nhá một người mà slouch thì tức là kiểu đi xong rồi là khom khom lưng á xong rồi là đầu cứ nhấc về phía đằng trước thì gọi là slouch đó đi mà nó không thẳng lưng được ấy thì đấy nó gọi là slouch rồi ok tiếp theo disappear biến mất đúng không từ này đơn, từ này đơn giản nhá không nói làm gì bravo victor uh, boomed kakarov so loudly that everyone could hear him. could hear him even over all the applause knew you had it in you tuyệt vời victor ông kakarov ông ấy nói lớn lên từ boom thì đó là cái quả bom ấy, nó phát nổ ấy Nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là cái tiếng nói, ông ấy gầm lên <laughs> Sorry guys, um, I've been a bit under the weather So uh, my voice has been off yeah. Cái giọng của mình ấy, nó đang hơi off một tí Nó không, 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 it's not as good as usual, right? Thế cho nên là hơi khó Nhiều khi các bạn sẽ nghe thấy như kiểu là mình bị rắt rắt cái gì ở cổ họng thay đổi thời tiết đúng không? Nó gọi là under the weather mà. Nào đó, cái giọng nói ông này ông boom lên, nói lớn lên này, rất là to đến cái nỗi mà tất cả mọi người trong sảnh có thể nghe được ông đấy. Kể cả khi mà những cái tiếng vỗ tay, à, cái tiếng nói đấy nó át lên những cái tiếng vỗ tay. nha Và cái cấu trúc này đó gọi là sâu so cộng với lại một cái trạng từ hay là tính từ cộng vét cộng mệnh đề nhá, đến cái nỗi mà à, New you had it in you tức là à biết là cậu có tố chất mà nhớ yeah. let cái gì let không ý ý của em là kiểu như drink some OJ đúng không okay. uống nước cam á à. uống nước cam nó giúp à nó phải là kiểu ginger chứ nó phải gừng như là nước gừng nhỉ nào have it in you tức là có tố chất đi nhá được có tố chất rồi the clapping and chatting died out die down, now everyone's attention was focused again on the goblet, which seconds later turned red once more. Cái tiếng vỗ tay và cái tiếng bàn tán nói chuyện thì nó ngớt dần. Nó đai âm thanh mà nó đai tức là nó tắt đấy. Nhưng mà die down tức là kiểu dần dần nó mới ngắt cơ. Đấy, bây giờ thì cái sự chú ý của tất cả mọi người nó lại tập trung vào một lần nữa um, vào cái cốc lửa thứ mà trong một vài giây sau đó nó chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Once more nha yeah. one more time đúng không? A second piece, uh, a second piece of parchment shot out, shot out of it, propelled by the flames. Một cái mẩu giấy da thứ hai thì nó bắn ra từ cái cốc lửa này, nó được đẩy, nó được đẩy bởi những cái ngọn lửa. Thế propeller ấy thì mọi người nên biết đó là cái cánh quạt cái chân vịt của tàu thủy thì nó gọi là propeller. it's supposed to push the ship forward, right? Thế cho nên là propel nó là đẩy nhé. Nó khá là bằng từ the push. Ừ. Ok, đẩy bởi ngọn lửa này. The champion for Biox Batons said Dumbledore is flu Delacour. Cái nhà vô địch cho Biox Batons, thầy Dumbledore nói đó là Fleur Delacour tên khá là pháp đúng không <laughs> tên là tiếng <laughs> tiếng pháp yeah, đây là tiếng pháp đấy chắc là thế it's her it's her Ron Harry shouted as the girl who who so resembled a vela got gracefully to her feet shook back her sheet of silvery blonde hair and swept up between the raven claw and her preferred tables đó là cô ấy đấy Ron Harry hét lên khi mà cái con bé người mà nó rất là giống một cái con veler nó đứng dậy một cách duyên dáng ừ. mình sẽ có từ shout nhá, đó là hét lên The resemble tức là look look like something nhìn nó giống đó resemble đó resemble grace đó là sự duyên dáng nha còn có nghĩa là kiểu cái ơn của Chúa nó mang cho mình ấy đó cái 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 ơn của Chúa giáng xuống cho chúng ta thì đấy nó gọi là grace nhưng mà còn đây thì nó có nghĩa là sự duyên dáng rồi đứng dậy một cách duyên dáng này, hất cái mái tóc bạc ống của cô ấy lại về phía đằng sau. Đấy và sau đó thì đi lướt giữa hai cái bàn của nhà ravenclaw và nhà Hufflepuff Mình sẽ có từ shook đó là lắc, nha. Quá khứ từ shake nhưng mà có nghĩa là kiểu con này nó lắc lắc đầu của nó về đằng sau ấy. Sheet thì đó là một cái tấm, nhớ một cái tấm thường là kiểu như mịn á. Thì đây tất nhiên nó có thể đi với tóc nhé Mình có thể dùng kiểu her wave, uh, uh, her wave of hair cũng được Đó là kiểu như là cái 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 đợt sóng tóc của nó Silvery tức là giống bạc Có màu óng ánh giống bạc Blonde Thì bình thường nó là tóc vàng đúng không Ý của nó có nghĩa là kiểu bạc óng Rồi swept quá khứ từ sweep nó đi nhá, nó đi mà kiểu như hai cái tà áo của nó cứ thế mà nó lẹt quẹt ở trên đất ấy Thì đấy nó gọi là swept up Đấy không? Oh, look, they're all disappointed. Hermione set over the noise, nodding towards nodding towards the remainder of the Beauxbatons party. Oh nhìn kìa, tất cả bọn họ đều thất vọng. Hermione nói qua cái tiếng ồn, nói át cái tiếng ồn xuống, gật gật cái đầu của nó hướng về cái phần còn lại của những học sinh bên nhà Beauxbatons. Remainder nha, tức là kiểu như the rest, cái phần còn lại ấy. Party không phải bữa tiệc đâu, nó có nghĩa là cái phái đoàn, Đấy, cái phái đoàn hoặc là kiểu cái đoàn người nha. Nó thì bình thường nó là gật từ trên xuống nhưng hoàn toàn có thể được dùng là nhếch nhếch cái đầu à, kìa kìa. Đấy. Uh, disappointed was a bit of an understatement. Harry thought cái từ cái từ thất vọng ấy nó là một cái sự đánh giá mà nó không đúng cái mức độ của nó. Harry nghĩ như thế. Statement đó là một cái lời nói và understatement tức là một cái thứ gì mà nó không phản ánh đúng, nó thấp hơn so với lại cái mức độ hiện thực. Yeah. Two of the girls who had not been selected had, had dissolved into tears and were sobbing with their heads on their arms. Hai trong số những cái đứa con gái đấy người mà không được chọn thì đã um, đã hòa lên khóc rồi. Đấy, và đang sụt sịt với lại cái đầu của mình dựa vào vai của nhau dựa vào tay của nhau nào mình sẽ có cái từ dissolve thì bình thường ấy nó có nghĩa là kiểu tan biến một thứ gì mà nó kiểu uh... bây giờ nhá ví dụ như uh, for example you are eating uh, um, candies and um, they're so tender that they uh, dissolve in your mouth đó à, ví dụ mình đang ăn kẹo Kẹo nó rất là mềm mà nó tan trong miệng của mình Thì đấy nó gọi là dissolve Nhưng có nghĩa bóng Thì nó có nghĩa là kiểu như nó Nó mụ mị đi Xong rồi là nó Nó bùn rủn tay chân Nó chỉ còn là nước mắt Thì đấy nó dùng theo cái ý nghĩa như vậy nha Dissolve dissolved into tears Nó hòa lên Nó sụp xuống nó khóc Rồi sob Thì đó là sụt xịt với đầu của nó dựa trên tay dựa trên những cái cánh tay của nó này when Fleur Delacour too had vanished into the side chamber silence fell again but this time it was a silence so stiff with excitement you could almost taste it when cái con bé Fleur Delacour kia nó đã biến mất vào trong cái hầm phía bên cái hầm phía bên gọi là giàn ruộng nước mắt á cũng được nhưng mà mình thì mình hay nghĩ đến một cái ngữ cảnh đó là kiểu như nó sụp xuống nó khóc ấy. sụp xuống nó khóc hòa lên như một đứa trẻ Đấy. cái từ dissolve nó phải hiểu là tan đúng không đó. còn nếu mà dàn ruộng hòa lên khóc thì nó gọi là kiểu break into tears đúng. rồi vanish là biến mất nhá theo cái kiểu là phụp một cái nó biến mất là side tức là cái phía bên cạnh này hai bên ấy, hai bên hông của nó Chamber thì đó là cái hầm hay là cái khoang rồi sự tĩnh lặng nó bao trùm một nó bao trùm cái con sảnh một lần nữa nhưng mà lần này nó là một cái sự tĩnh lặng mà nó nó cứng đến mức không uh, nó nó chật cứng với sự hứng thú mà chúng ta gần như có thể nếm được cái sự tĩnh lặng đấy đây chẳng qua đó là một cái phép nó gọi là nhân hóa thôi The stiff thì tức là kiểu cứng, không có di chuyển được ấy Các cái khớp của nó rất là khô Thì nó gọi là stiff um, uh, stiff Excitement, sự hứng thú đúng không? Có thể taste it, um, taste it. Nếm được nó nhé The hog was champion next um, And the goblet of fire Turned red once more Sparks showered à, Sparks showered out from it um, Và cái cốc lửa Thì bây giờ nó chuyển sang Cái trạng thái đỏ một lần nữa những cái tia lửa thì nó phun ra từ cái cốc đấy, shower đúng ra là tắm đúng không? tắm theo kiểu vòi hoa sen đấy, nhưng mà chúng ta nên hiểu dạng động từ tức là kiểu như nó tóe, tung tóe ra từ cái cốc lửa nhé, tung tóe shower đúng không? hay quá, nó dùng ở dạng động từ như thế này. Ngoài ra này, shower mình có nghĩa là kiểu mình 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 mình, mình uh... dồn cái đấy cho cho một cái đối tượng nào đó rất là nhiều đúng không ví dụ như kiểu shower somebody with attention à, tức là kiểu mình cho người ta đắm chìm trong cái sự chú ý của mình cái sự quan tâm của mình luôn đó hoặc là shower somebody with gifts những cái món quà à, rồi the tongue of flame shot shot high into the air and from its tip Dumbledore pulled the third piece of parchment cái cái ngọn lửa thì nó bắn nó nó vọt rất cao lên không trung và từ cái đầu của ngọn lửa đấy thì Dumbledore rút ra một cái mẩu giấy da thứ ba. Um, có từ gì không? Từ thăng đúng không? Thăng of flame thì đó là kiểu như là cái ngọn lửa thôi. Nó, nó dùng để mà miêu tả cái ngọn lửa có cái mức độ lớn. Ấy. Nó dùng từ thăng như cái lưỡi. Ấy. Rồi lấy ra cái mẩu giấy da thứ ba này. Có gì đâu cái bài Attention của Justin Bieber Justin Bieber ấy Cậu ấy hát là cái gì nhỉ? "Show you with attention", đúng không? The Hogwarts champion he called is Cedric Diggory. Cái nhà vô địch của Hogwarts, ông ta um, gọi ông 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 hiệu trưởng gọi lớn lên, đó là Cedric Diggory. "No," said, said Ron loudly, but nobody heard him except Harry. The uproar from the next table was too great. Không Ron nói lớn lên nhưng mà không ai có thể nghe cậu ta được ngoại trừ Harry. À, cái tiếng uh, tiếng hò reo tiếng gầm vang từ cái bàn bên cạnh nó quá là lớn. Rồi mình sẽ có những từ này này, đầu tiên là loud lớn đúng không? Đi với lại um, động từ set tức là nói lớn lên. Đấy, except thì nó là ngoại trừ cái đứa đó, ngoại trừ ai đó, except. Bình thường ấy nó sẽ là except for nhưng mà trong văn nói mình có thể bỏ từ for đi cũng được nhé Uproar đó, tiếng gầm Tiếng gầm theo kiểu là Có hai cái này Một là người ta đang bạo động Hai là người ta kiểu như đồng loạt thể hiện những cái cảm xúc mà nó rất là mãnh liệt đấy Thì đấy nó gọi là uproar yeah, Uproar Every single Hufflepuff had jumped to his or her feet Screaming and stamping as Cedric made his way past them grinning broadly and headed off towards the chamber behind the teacher's table. Um, bất cứ một cái thành viên nào bên nhà Hufflepuff, tất cả những cái người every single nó nó, nhấn mạnh từng cá thể một á. đấy từng người Hufflepuff một này thì đều đã nhảy um, gọi là kiểu nhảy phát lên trên chân của mình rồi. Tức là kiểu buộc nó đứng dậy ấy. Nó đứng phát dậy ấy. Đó. La hét và dẫm chân xuống đất khi mà C Cedric này um, đang cố gắng tạo đường để mà đi qua họ. Bởi vì là thực tế ra nó chen chúc đúng không? Nó hò reo các thứ ấy. Thế cho nên cái thằng Cedric này này nó phải gọi là len qua để mà nó đi. Đấy. Thế cho nên nó gọi là make his way. Nha. Yeah, make his way. Đi khi mà nó hơi chật vật. Uh, mỉm cười. Nhăn răng ra cười rất là dạng dỡ và đang... Hướng đầu đi đến về phía cái cái hầm Đằng sau bàn giáo viên Rồi um, Stamping Nào cái từ stamp nhá Thì chúng ta có thể hiểu rằng là kiểu dẫm chân xuống đất Đấy dẫm chân xuống đất Để mà thể hiện cái sự ăn mừng đúng không Từ storm Nó cũng khá là giống nhau nhá Khá là giống nhau storm Thì thường nó nói về cái bước đạp của cái con ngựa Đấy, từ Nó nhảy trồm lên Xong rồi nó dẫm chân xuống storm đấy nhá. Vậy rồi hai từ này đều có thể được sử dụng với ý nghĩa coi là kìm hãm, kìm hãm một thứ gì không cho nó vọt lên, không cho nó lớn lên đấy. Có từ stampede nó cũng khá là ok, nó cũng khá là kiểu đúng cái văn cảnh ở đây nhá. Rồi stampede thì đó là dẫm bẹp, đó, dẫm bẹp xuống. Tiếp theo đi, uh, Green đó là cười nhăn răng này, hết đó là cái đầu ở dạng động từ tức là hướng đầu đi đến đâu đó. Off, bởi vì cái trạng thái là nó rời mà nó rời khỏi cái chỗ đấy, thế cho nên là có từ head off. Mm. Indeed, the applause for Cedric went on so long that it was some time before Dumbledore could make himself heard again. Uh, quả thực, cái chàng pháo tay cho Cedric nó kéo dài rất là lâu đến cái nỗi mà nó phải mất một khoảng thời gian. Nó phải mất một khoảng thời gian trước khi thầy Dumbledore có thể khiến tất cả mọi người nghe thấy lời nói của ông ấy một lần nữa Tức là kiểu khiến cho người ta phải chú ý đến mình Đó, Make himself heard Khiến cho ông ấy, cái lời nói của ông ấy được nghe thấy Rồi, cấu trúc này so long that Rất dài đến cái nỗi mà Đó, đằng sau nó sẽ là một cái mệnh đề để... Còn indeed thì nó có nghĩa là kiểu như nhấn mạnh thôi, thực vậy quả thực, excellent, damador called happily, as at last the turmoil, uh, no, turmoil, tumult, the tumult died down, tuyệt vời, thầy damador gọi với lên một cái cách rất là hạnh phúc vui vẻ khi mà cuối cùng cái tumult tức là kiểu như cái sự hỗn loạn ấy nó cũng dần tắt, uh, mình hay dùng cái tính từ của nó có nghĩa là tumultuous nó hỗn loạn và nó ầm ĩ thì đấy mình hay dùng cái tính từ chứ còn danh từ thì ít khi mà mình dùng um, tumult tumult rồi tumult rồi giống kiểu cái cái sự ồn ào chaos nó khá là bằng cái từ cháo chaos sự hỗn loạn đấy ok nhưng mà nó phải có cái yếu tố ầm ĩ nữa nhá well we We now have our three champions. I'm sure I can count upon all of you, including the remaining students from Biox Baton and Domstrang, to give your champions every ounce of your support uh, you can muster. To give your champions every ounce of support you can muster. Rồi, bây giờ chúng ta đã có ba nhà vô địch của chúng ta. Um, tôi chắc chắn rằng tôi có thể dựa vào mọi người, tôi có thể kiểu trông mong ở mọi người. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm những học sinh còn lại, đến từ Biox, Batons và Dumstrang, để mà cho nhà vô địch của các bạn tất cả những cái sự hỗ trợ, những cái sự cổ vũ mà các bạn có thể tạo ra. Đấy, dịch thì nó hơi mang tính chất là chung chung, nhưng mà nhưng mà cái ounce thì đó là cái đơn vị để mà tính theo vàng ấy đó ounce là một đơn vị để mà đo cái khối lượng của vàng và nghĩa bóng của nó có nghĩa là từng tí từng tí một nó giống kiểu every bit every bit of support đó còn muster thì tức là mình có thể kiểu như gọi ra triệu hồi ra và thường nó đi với những cái thứ gì mà về tinh thần về hỗ trợ như thế này này đó ví dụ nhé các bạn có thể bảo là I can muster all of my courage to do something tức là mình lấy hết dũng cảm của mình để làm gì đó đó muster thường nó đi với lại kiểu như là tinh thần Đấy. rồi à count upon somebody hoặc là count on somebody đúng không thì nó có nghĩa là kiểu trông cậy nhờ cậy vào được người ta bài mm. By cheering your champion on, you could, you will contribute, um, no no, you will contribute in a very real. Ơ ờ, sao đọc nó hơi bị khó hiểu nhỉ? Mm. Nào, bằng cái việc cổ vũ động viên cho cái nhà vô địch của các bạn để mà đi tiếp, các bạn sẽ đóng góp một cái gì gì đó rất là real cái gì chưa định chưa nói xong đúng không thì cái đấy nó đã bị ngắt lời rồi đó rồi đang định nói tiếp nhưng mà bị ngắt lời cái gì gì đó nhá contribute thì nó có nghĩa là đóng góp nhưng mà thường nó phải là to chứ nhỉ đúng không contribute to something chứ nhỉ đấy. Rồi thì đây contribute in a very real cái gì, gì đó. But Dumbledore suddenly stopped speaking. And it was apparent to everyone to everyone that um, to to everyone what had distracted him. Nhưng Dumbledore đột nhiên dừng cái việc nói và nó rất là từ từ nó nó có vẻ rõ ràng với lại bất cứ người nào về cái thứ mà đã đánh khiến ông ấy mất tập trung. Rồi. It was apparent thì apparent ấy nó giống kiểu như là mình nhìn bên ngoài mình có thể uh, phỏng đoán được. Nó nhìn có vẻ như vậy đúng không? Apparent. Apparently thì nó khá là bằng cái từ seemingly. Đấy, có vẻ như thế. Distract thì tức là khiến cho ai đó mất tập trung thôi, cái đấy đơn giản đúng không? The fire in the goblet had just turned red again. Sparks were flying out of it. A long flame shot suddenly into the air. And born upon it was another piece, another piece of parchment. Cái ngọn lửa trong cái cốc nó lại chuyển đỏ một lần nữa. Chính xác ra là vừa mới chuyển đỏ. Bởi vì có từ just, đúng không? Uh, have just hay là had just, vừa mới. Những cái tia lửa thì nó lại bắn ra từ cái cốc đấy một lần nữa này. Sparks nha, đã nói rất nhiều rồi thì nó có nghĩa là cái tia lửa điện đúng không? Ừ. nghĩa bóng thì nó có nghĩa là những cái tình tứ à. tình tứ giữa hai người một cái ngọn lửa dài nó vụt lên bất thình lình vào không trung ừ. và ở phía bên trên cái ngọn lửa đấy thì đó là một cái mẩu giấy da khác cái từ born này này thì nó giống như kiểu là mang theo đỡ mang theo bởi vì thực tế từ born là sinh nở mà đúng không vậy thì born như thế này tức là bên trong nó chứa đó, automatically it seemed, Dumbledore Dumbledore reached out a long hand and seized the parchment. He held it out and stared at the name written on uh, on it. There was a long pause during which Dumbledore stared at the slip at the slip in his hands, and everyone in the room stared at Dumbledore. câu này hơi dài này, một cách tự động, nhìn nó có vẻ vậy, thầy Dumbledore dươn một cánh tay của mình vươn một cánh tay vươn một cánh tay dài của mình ra và giành lấy cái mẩu giấy ra um, cái từ reach đó là chạm tới một thứ gì đó nhưng mà reach out a hand thì đó là kiểu vươn tay ra đấy. seize một thứ gì tức là mình nắm lấy thứ đấy mà mình giật lại nhớ Rồi... à nhưng mà nó còn có dùng ở dạng nghĩa bóng tức là bị bị seized by an emotion được, kiểu mình bị, bị bị overcome bởi cái emotion đấy á. Đấy. Rồi, ông ta held it out. Từ từ, ông ta um, dơ giơ cái mẩu giấy da đấy ra đằng xa và nhìn chằm chằm vào cái tên được viết trên nó. Ừ. Có một cái sự um, ngập ngừng rất là lâu, đúng không? Pause đó là sự dừng lại nha và đây chúng ta sẽ hiểu là kiểu ngập ngừng này, không ai nói gì cả. Và trong cái sự ngập ngừng đấy thì thầy Damador nhìn chằm chằm vào cái mẩu giấy trong tay của ông ấy. Chính xác hơn là cái giải giấy. Bởi vì slip thì nó có nghĩa là kiểu một cái mẩu mà nó nó từ trên xuống á. Đó, từ trên xuống. Đấy, rồi, giải giấy như thế này, viết tên ở đây. Ok. Bình thường thì từ slip nó có nghĩa là trượt ngã. Nhá, nhưng mà đây là dạng danh từ. Đấy và tất cả mọi người trong cái căn phòng thì đều nhìn chăm chăm về phía thầy Dumbledore này and then Dumbledore cleared his throat, uh, cleared his throat and read out Harry Potter không phải sớ nên hiểu là cái màu giấy thôi à, nhưng mà mẫu giấy là theo kiểu dọc um, và sau đó thầy Dumbledore <laughs> hắng dọc một cái và đọc to lên này Harry Potter clear tức là kiểu làm cho nó trống đúng không và đây là cái throat tức là cổ họng cắt throat thì nó coi là cắt cổ tức là cạnh tranh rất là lớn nha cắt throat cắt throat rồi ví dụ bây giờ mình bảo là cái thị trường ngoài kia ấy, bây giờ nó khắc nghiệt lắm Đúng không thị trường IOs bây giờ ấy, <laughs> có thể nói là như thế uh... <cười> <cười> có thể nói là kiểu như một cái cắt throat environment rồi đúng không hoặc là một cái marketplace rồi cắt throat nha nó bằng từ competitive cạnh tranh ấy. khắc nghiệt lắm tiếp theo chapter 17 chương 17 này the four champions Harry sat there aware that every head in the great hall had turned to look at him Harry cứ ngồi đấy định thức được cái gì nhỉ nhận thức được rằng tất cả những cái đầu trong cái con sảnh chính thì nó đã quay để mà nhìn về phía cậu ấy aware nhá, awareness là cái nhận thức đó và các bạn khi mà muốn kiểu nâng cao nhận thức của người dân á đấy thì chúng ta nên bảo là raise people's awareness, đó, đấy, ờ ừ, hoặc là kiểu nâng cao ý thức của người dân cũng được. đó thì đây cái cụm cụ của nó là như thế này, raise nha nó đi với từ raise. mình bảo là the government should raise people's awareness of um, environmental problems, đúng không? ví dụ thế, rồi đến đâu nhỉ? He was stunned. He was stunned. He felt numb. He was surely dreaming. He had not heard correctly. Cậu ta thì bị đơ cứng. Um, cậu ta cảm thấy rất là tê và cậu ấy chắc chắn là đang dream, đang 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 mơ. Cậu ấy không có nghe được chính xác cái gì vừa nói. The stun bình thường ấy, nó có nghĩa là kiểu một cái cảnh quay mạo hiểm đúng không? Và bình thường chơi game các bạn làm choáng đối thủ thì tức là stun cái đối thủ. <laughs> stun đối thủ. Còn 5 chữ B là một câm nhá, thì nó có nghĩa là tê cứng. Nào, nhưng mà mình bây giờ mình xem một thứ gì á mà nó gọi là mind năm mình. Năm mình thì tức là kiểu như là nó xoắn não đi nhá. Đây, nó khiến cho cái não của mình nó tê luôn, đúng không? xoắn não không thể hiểu được cái 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 nội dung của nó tại sao là như vậy. ví dụ cái bộ phim gì nhỉ um, giấc mơ kẻ đánh cắp giấc mơ, ấy, đúng không? interception thì phải rồi right. nó mai năm mình cậu ta chắc chắn là đang mơ này, um, không có nghe đúng này. There was no applause, a buzzing as though of angry bees was starting to fill the hall, to fill the hall có không hề có cái sự vỗ tay nào no đúng không m một cái tiếng dầm gì như thể là của một cái đàn ong nó giận dữ thì nó bắt đầu uh, bao phủ cái con sảnh Đấy, rồi thì mình sẽ có là kiểu buzzing nhá buzz đúng không nó như thế ấy. thì nó gọi là buzz đó as though thì tức là kiểu nói là như thể thôi ok feel uh, fill đó lấp đầy đó, một thứ gì trống mà mình lấp đầy Đấy, nhưng mà buzz thì nó có, có còn có nghĩa là cái tiếng vang nha mình bảo rằng là a à, nó đã có rất nhiều tiếng vang mọi, mọi, người đang bàn tán rất là nhiều về nó ấy. ví dụ như một gì đó nhỉ um, sơn tùng's performance um, sơn tùng's performance in the vietnam idol show has garnered a lot of buzz đúng không cái cái gì nhỉ cái cái màn trình diễn của sơn tùng hôm uh, hôm trước ấy đã có được rất là nhiều những cái sự bàn tán đồn thổi về nó. Đấy thì mình bảo là garnered a lot of buzz. Đó. Rồi some students were standing up to get, to get a better look at Harry as he sat frozen in his seat. Một vài học sinh thì đang đứng dậy để mà nhìn một cách nó rõ ràng hơn về phía Harry khi mà cậu ấy ngồi chết lặng trong cái ghế của mình. Đó. Rồi thì đây better look đúng không? Tức là nhìn nó rõ ràng hơn mặt mũi nó như thế nào. Up at the top table. Professor McGonagall had got to her feet and swept past Ludo Bagman and uh, Professor Karkaroff to whisper urgently to Professor Dumbledore, who bent his ear towards her, frowning slightly. Ở phía bên trên, cái bàn chính của giáo viên, top table đúng không? Bàn trên cùng. Giáo sư McGonagall đã đứng dậy rồi và đang đi từ từ đã đi um, đã đi lướt qua ông Ludo Bergman và ông giáo sư Kekarov để mà thì thầm một cách nó khẩn cấp với lại giáo sư Dumbledore. người cũng đã cúi tai của ông ấy về phía của bà ta uh, mặt nó hơi cau lại một chút đây, rồi thì đây Sweep Past, sweep mà Đúng không? sweep chính là quét hoặc là lướt vậy thì chúng ta nên hiểu là lướt qua đúng không? Đấy. Whisper đó là thì thầm này nhưng mà urgent nha, urgent là khẩn cấp, Đấy, cấp bách lắm. Bent, quá khứ từ bend có chữ d cuối cùng, tức là uốn cong, bẻ cong. Rồi và đây là bent his ear, tức là kiểu như nghiêng tai về phía của bà ta. Frown thì đó là kiểu cau mày. Đấy. Cái từ này hay này từ này hay có một cái thành ngữ nha có một cái ý điểm nó có nghĩa là một người sẵn sàng lắng nghe um, ai đó Đấy, thì mình có thể bảo rằng là so uh, i'm willing to let you bend my ear anytime được i'm willing to let you bend my ear anytime tôi sẵn sàng để bạn có thể kiểu tâm sự dốc bầu tâm sự bất cứ lúc nào á cách dùng của nó đấy hay lắm nha bạn các bạn có thể bảo là bend my ear anytime right rồi Harry turned to Ron and Hermione. Beyond them, he saw the long Gryffindor table, all watching him, open mouth. Harry quay lại về phía của Ron và Hermione và phía xa của họ, cậu nhìn không phía xa của hai đứa bạn này, cậu ta nhìn thấy cái bàn dài nhà cái 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 bàn dài của nhà Gryffindor, tất cả mọi người ở trong bàn đều đang nhìn cậu ấy, miệng nó há hốc ra, open mouth được chưa? miệng há ra, đấy. hoặc là mình có thể bảo rằng là jaw jaw um, dropped, tức là kiểu há hốc hàm ra, jaw your... dropped, được à, từ từ drop, có chữ p ở e, đây nữa, rồi, tức là kiểu thể hiện sự ngạc nhiên thôi, đấy, right. I didn't put my name in said Harry blankly, um, I don't know, I didn't. Em không hề bỏ tên của em vào. Harry nói kiểu như giọng nó no, nó no, no, từ từ nói một cách nó no. không hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì blank đó là cái khoảng trống ấy tức là kiểu mình đầu mình đang trống không, đúng không? đang rỗng tuếch, đang rỗng tuếch. Như nào, I didn't. Um, cậu biết đấy, tớ, tớ không làm điều đấy mà rồi không phải nói chống không đâu tức là kiểu như cái cái vẻ mặt của nó ấy, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy đó no. he doesn't have a clue what's going on right both of them stared just as blankly back cả hai đứa bạn của Harry thì nhìn nó cũng kiểu vô hồn trở lại Đấy, ngơ ngác đúng rồi nhìn ngơ ngác trở lại thằng Harry just as blankly đúng không Đấy, cũng nhìn như kiểu ngơ ngác lại thôi right. at the top table Professor Dumbledore had straightened up, nodding to not uh, nodding to Professor McGonagall. Ở cái phía bên trên cùng, giáo sư Dumbledore cũng đã đứng dậy, gật đầu về phía của giáo sư um, McGonagall. Đấy, rồi straight thẳng nhá và straighten tức là làm cho nó thẳng. Đấy, vậy thì tức là ông đứng thẳng dậy thôi. Đấy. Harry Potter, he called again. Harry, up here if you please. Ông ấy gọi một lần nữa tên của Harry này Harry, lên trên này Làm ơn, đúng không? Hoặc là kiểu nếu cậu vui lòng Go on, Hermione whispered Giving Harry a slight push Đi đi, đi đi kìa Hermione thì thầm như thế và đẩy Harry nhẹ một cái Slight, mức độ nó rất là nhỏ nha Và push, đẩy, đúng không? Push, đẩy Harry got his feet Trot on the hem of his robes and stumbled like slightly. <laughs> Harry này đứng dậy này và kiểu um, từ từ dẫm vào cái uh, tà áo choàng của mình và loạn trọn một chút. Đấy từ trot nha và đấy chúng ta sẽ biết là kiểu như là cái từ dẫm đúng không? Uh, nó có cái từ trodden đó. Trodden là cái hành động dẫm xuống của con ngựa nha nhưng mà thôi cứ hiểu đây là dẫm xuống đi. Hem hem chính là cái tà áo cái vế bên ngoài cái phần bên ngoài cùng á nó chỉ có nói đến quần áo thôi nhé ừ. còn bình thường ấy những đồ vật thì chúng ta nên gọi là cái brim được cái brim của nó thì nó gọi là cái vành còn đây là chỉ có đi quần áo thì nó gọi là cái tà thôi à, cái phần bên ngoài cùng của nó ấy. stumble thì tức là chân trước chân sau bước loạn trọ he set off up the gap between the Gryffindor and Hufflepuff tables It felt like an immensely long walk. The top table didn't seem to be getting any nearer at all. And he could feel hundreds and hundreds of eyes upon him. Thì um, cái gì nhỉ? Cậu ta bắt đầu đi lên giữa cái khoảng trống uh, của bàn nhà Gryffindor và bàn nhà Hufflepuff. Gap, chứ, tức là kiểu cái khoảng trống ở giữa. mà set off, tức là bắt đầu đi. Khởi hành, nhá. Nó cảm giác như là một cái một cái quãng đường đi mà nó vô cùng dài, đấy thì immensely nó khá là bằng cái từ greatly hay là significantly, um, dramatically, được không? thường nó nói về cái độ rộng lớn hoặc là chiều sâu. và đây có nghĩa là kiểu như là đo lường đúng không? vô cùng lớn, vô cùng dài. cái bàn trên cùng của cái con sảnh thì nó không có vẻ là tiến đến về phía Harry gần hơn. Đấy, nó không có vẻ là kiểu như cứ thế nó tiến đến gần hơn. Thực tế, at all ấy, khi mà nó đi phủ định, thì tức là nó có nghĩa là không hề. Nhé, at all mà đi với phủ định, tức là không hề. Rồi, không hề, nhấn mạnh thôi. Và cậu ta có thể cảm thấy hàng trăm và hàng trăm con mắt đang hướng về mình, đang đặt vào mình. As though each was a searchlight. Như thể mỗi một con mắt nó là một cái đèn dò tìm, cái đèn tìm kiếm nha thường nó gọi là đeo ở trên đầu của các cái thợ đào mỏ ấy search light đúng không nói chung là flashlight đèn pin giống vậy thôi the buzzing grew louder and louder after what seemed like an eternity he was right in front of Dumbledore feeling the stares of all the teachers upon him cái tiếng xì xà xì xồ rầm rầm nó cứ thế nó 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 trở thành to hơn và to hơn không torch là ngọn um, torch là cái đèn mà nó có lửa ở trên đấy đuốc đúng rồi nó gọi là đuốc torch thì nó gọi là đuốc đấy. rồi cái tiếng dầm rèn dầm gì dầm gian nói chuyện của mọi người nha thì đấy nó grew tức là kiểu nó phát triển lên đúng không lớn hơn và lớn hơn sau cái khoảng thời gian mà nó có vẻ như là một tiếng What ở đây là cái thứ định danh thôi Thứ có vẻ như là một tiếng Vừa nãy mình có nói um, An eternity đúng không Vô Vô cực kiểu thế Thì ông, uh, thì Harry đã đứng ngay phía trước Thầy Dumbledore Cảm giác được những cái nhìn chăm chằm Của tất cả giáo viên Đang đặt lên cậu đấy Đó Rồi Well, through the door Harry Said Dumbledore, he wasn't smiling. Um, đi qua cánh cửa, Harry. Đấy cái từ well này này thì thực tế ra nó chẳng qua là một cái filter để nói cho nó bắt đầu một cái lời nói thôi đúng không? Đôi khi nó để ngập ngừng. Well, through the door, Harry. Cái giọng nó phải trầm xuống. Ông ta không hề đang cười. Harry moved off, uh, moved off, moved off along the teacher's table. Harry was sad right at the end. Harry này thì đi rời đi dọc theo cái bàn giáo viên. <laughs> It's like he's being called uh, to the principal's office, right? Như kiểu là nó đang được gọi lên phòng hiệu trưởng. <laughs> Now, along, dọc theo nha. Harry thì đang ngồi ngay ở phía cuối bàn. He did not wink at Harry or wave or give any of his usual signs of greeting. Ông ấy không hề nháy mắt về phía của Harry hay là vẫy tay hay là có bất cứ một cái dấu hiệu thông thường nào um, thể hiện sự chào đón của ông ấy. Đấy, chúng ta sẽ có usual signs, đúng không? Những cái dấu hiệu bình thường, thông thường này. Greet một ai đó, đó là welcome người ta đấy. Đó, chào, um, chào hỏi hay là kiểu chào mừng. He looked completely astonished and stared at Harry as he passed like everyone else. Ừ. ông ấy nhìn cái vẻ mặt bên ngoài nó hoàn toàn là sững sờ ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào Harry khi mà cậu ấy đi qua như là bất cứ người nào khác astonished nó có nghĩa là very surprised mức độ của nó hơn ấy hơn cái từ surprised nó giống kiểu đứng hình luôn á thì nó gọi là astonished um, Harry went through the door out of the great hall and found himself in a smaller room Lined with paintings of witches and uh, wizards. Harry này đi qua cái cánh cửa ra khỏi cái con sảnh chính và thấy bản thân mình đang ở trong một cái căn phòng nhỏ hơn. Cái từ found, quá khứ từ find, đúng không? Tức là thấy bản thân mình như thế. Cái căn phòng nhỏ này nó được xếp thẳng hàng uh, với những cái bước những cái bức tranh phù thủy nam và nữ thì từ line thì bình thường nó là một hàng đúng không? Và ED như thế này tức là được xếp theo hàng thôi. Ở a handsome fire was roaring in the fireplace opposite him. Một cái ngọn lửa lớn và rực rực uh, cháy thì nó đang um, gầm lên, nó đang kiểu như bập bùng gầm lên này ở trong cái lò sưởi đối diện cậu ấy. Đấy, các bạn thấy là handsome nhưng mà mình lại gọi là kiểu đống lửa lớn đúng không? Thực tế, handsome á ngoài cái nghĩa là đẹp trai ra thì nó còn có nghĩa là nhiều tiền hoặc là có nghĩa là kiểu như có một cái lượng gì đó mà nó rất là lớn. Đấy vì vậy cho nên đây là một cái đống lửa lớn này. stare thì nó có nhìn chằm chằm. Rồi, roar là tiếng gầm của con sư tử nhá. Vậy thì đây tức là cái 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 đống lửa đấy, cái ngọn lửa đấy nó đang cháy bùng lên. Thế thôi. Fireplace, cái lò sưởi này. The faces in the portrait, uh, the portrait turned to look at him as he entered. À, những cái khuôn mặt trên những cái tấm chân dung thì nó quay ra để mà nhìn vào Harry khi mà cậu ta đi vào. Portrait nha yeah. portrait thì nó có nghĩa là bức chân dung còn uh, portray, portray Cái chữ y cuối cùng ấy thì nó có nghĩa là kiểu um, mình vẽ chân dung. Đấy là động từ còn đây là danh từ này uh he saw a wizened witch flit out of the fl flit out uh flit out of the frame of her picture and into the one next to it cậu ấy nhìn thấy một cái bà phù thủy già ừm um, gọi là kiểu um, phóng vọt ra khỏi cái khung hình của bà ấy và nhảy vào cái khung hình tiếp theo bên cạnh đó đấy thì wisdom tức là kiểu nói với một người già 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 khọ nha già khọ đấy nó gọi là wizard. flit thì nó là cái quá khứ của từ flit thôi thì bình thường ấy đây này nó có nghĩa là kiểu như đổi chỗ đúng không nhưng mà nó nên được hiểu là chuồn hay là lỉnh tức là đổi chỗ theo một cái hướng mà nó rất là nhanh ấy. phi một cái bắn một cái thì nó gọi là flit đấy rồi vậy thì đây có nghĩa là kiểu di chuyển rất là nhanh nhá. which container wizard with a warlord's à, with a warlord's mustache mustache cái khung hình bên cạnh này thì nó chứa một phù thủy nam với một cái bộ dâu uh, quai nón uh. từ 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 này mình không biết nhá. thì bộ dâu quai nón này mình đoán thôi tức là nhìn nó giống cái quả nhìn nó đây mình vẽ cho mọi người này dâu quai nón nó như thế này Tí nữa mình giải thích vì sao mình đoán được. Đấy, đây là cái miệng của ông ta nhá. Được, cái dâu quay nó nó như thế này. Đấy, nó lướt lên trên hai cái 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 cái, cái mai tóc đây và đây là cái bộ dâu ở phần dưới. Vì sao? Bởi vì quả World nó là củ ấu hay là nó là cái 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 cái, hạt gì ấy nhỉ? từ từ mình phải xem lại tiếng Việt của nó. Nó gọi là hải mã hải mã là cái gì ngựa biển là cái gì chúng ta cùng đi xem nhé ví dụ bây giờ dâu quai nón ngựa biển nào dâu quai nón đây 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 nó kiểu như thế mình vẽ ngược rồi <laughs> đây nhá ông ấy là dâu quai nón như thế này này đấy, dâu hình chữ W à. à ok thôi nói chung là đấy mọi người hiểu là cái con hải mã là gì thì sẽ hình dung được không? vẽ như cái gì rồi nha thì đấy moustache. Cứ hiểu là moustache là dâu quai nón The wizard which stared as uh, started whispering in his ear Cái người phù thủy già Cái bà phù thủy già thì bà bắt đầu thì thầm vào trong tai của ông ấy Từ từ có lẽ là đọc đến đây thôi nha Victor Krum, Cedric Diggory and Fleur Delacour were grouped around the fire They looked strangely impressive, à, impressive Silhouetted against the flames Ba cái đứa này Thì nó đang được ngồi với nhau Xung quanh cái ngọn lửa Cái từ group đó là một nhóm Và nếu mà được group với nhau tức là được nhóm lại đó, Được co lại Đấy Bọn nó nhìn Nó, nó, nó làm sao nhỉ? Nhìn nó hời hợt một cách lạ lùng. Bởi vì impress, đúng không? Từ 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 khoan, khoan 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 không phải. À. Impressive Impressive It looks impressive Có nghĩa là kiểu nó khiến cho chúng ta phải trầm trồ Thì đấy thế Nếu mà bây giờ cái vẻ mặt của chúng nó như thế này Thì tức là thế nào nhỉ Cái vẻ mặt của nó um, Kiểu lạ Từ lụ... từ Không ra được văn cảnh nhỉ Đây Cái mặt của chúng nó này Nó đang kiểu um, Uy nghi đúng không? À, có thể hiểu là uy nghi đi như thế này đi. Đấy, tức là mặt của nó. Chúng ta phải hiểu ấy, tức là impressive tức là gây cho mình cái cảm giác mình nhìn vào nó mình sẽ thấy ấn tượng. Đấy, Và đây tức là cái khuôn mặt của chúng nó nhá, mình nhìn vào mình sẽ thấy ồ tại sao chúng nó lại như vậy nhỉ? Tại sao chúng nó lại kiểu có một cái vẻ mặt mà nó như thế? Đúng không? Đấy. Rồi, và strangely tức là vô cùng lạ lùng kỳ cục. Silhouette thì đó là cái bóng mà nó đổ về đằng sau và đây ở dạng ED tức là à đổ bóng của chúng nó về phía cái ngọn lửa. Crumb hunched up and brooding was leaning against the mantelpiece, slightly apart from the other two. Cái thằng Crum lưng của nó thì đang khòm xuống, đang 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 còng xuống và đang đang trầm um, tư suy nghĩ. Thì nó đang dựa vào cái bệ của lò sưởi nó hơi xa cách so với lại hai đứa còn lại đấy thì từ từ này uh, chúng ta sẽ có từ hunch nha bình thường ấy nó có nghĩa là một cái lưng gù và nếu mà hunch up như thế này thì tức là kiểu như nó đang còng lưng lại nó đang còng lưng lại brood nào các bạn mà kiểu như trầm tư thường nghĩ về cái điều gì buồn nhá thì đấy tức là chúng ta đang brood trầm tư nghĩ về điều gì buồn thì đấy nó gọi là brood mặt nó kiểu nó cứ thẹo cái mặt ra ấy. thì đấy rồi mental piece tức là cái bệ của lò sưởi chứ không phải cái lò sưởi cái lò sưởi nó gọi là fireplace cả cái cục đấy cơ còn đây là cái bệ này đấy, apart tức là kiểu hai thứ nó cách nhau đúng không nó có cái khoảng cách ở đấy Cedric was standing with his hands behind his back, staring into the fire. Thằng Cedric thì nó lại đang đứng với hai bàn tay của mình um, cất ở sau lưng, cất ở sau lưng uh, nhìn chằm chằm vào cái ngọn lửa Fleur delacour looked around when harry walked in and threw back her sheet of long silvery hair silvery hair cái con bé flu này thì nó lại nhìn xung quanh căn phòng khi mà harry bước vào và nó lại hất cái mái tóc của nó dài và óng bạc về phía đằng sau đó threw back nha ném về đằng sau đúng không sheet thì đó là cả một cái tấm rồi cả 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 một cái bờ tóc của nó rồi What is it? She said. Do uh, does they want does they want us back in the hall? Cái gì vậy? Con bé nó nói này có phải họ muốn chúng ta quay trở về cái con sảnh không? Dây uh, nó giống kiểu là cái bọn nghe nó nói tiếng Anh ấy. hay là kiểu như bọn cái bọn uh, thổ nhĩ Kỳ uh, does they want does they want us back in the hall? Um, she thought she... As she thought he had come to deliver a message, Harry didn't know how to explain what had just happened. Cô ấy nghĩ rằng là Harry quay Harry đến đây để mà đưa một thông điệp, đưa một cái lời nhắn đến. Đó deliver tức là kiểu vận chuyển mà nhưng mà đây là kiểu như gửi lời nhắn nhá. Harry không hề biết làm thế nào, làm sao để giải thích thứ vừa mới xảy ra. À, he just stood there. Looking at the three champions like a dork. Nó cứ đứng đấy, nhìn về phía ba cái nhà vô địch kia um, như kiểu là một cái thằng... A dud, đúng không? Một thằng đụt. <laughs> Now, a dud, tức là một cái tiếng lóng của người Mỹ. Ấy. Nó để chửi ai đó stupid. Dud, a dud, thằng đụt. <laughs> It struck him how very tall all of them were. Now, nó... Tức là cái điều đấy nó gây nó, nó từ từ. struck him, tức là cái sự thật này này nó khiến cho Harry bây giờ Harry mới nhận ra rằng là cả ba đứa đấy nó cao như thế nào. Bởi vì từ struck chính là cái quá khứ từ strike, strike là đánh, nghĩa là tấn công. Thế ý của nó có nghĩa là kiểu bây giờ ấy, cái sự thật đấy nó mới gọi là kiểu như um, Dawn on him đúng không? Nó mới nhận được cái việc đó, nó mới nhận ra được. There was a sound of scurrying feet, scurrying feet, behind him, and Ludo entered the room. He took Harry by the arm and led him forward. Có một cái tiếng mình đọc nốt câu này thôi nhé. có một cái tiếng bước chân mà nó kiểu như loẹt quẹt um, phía đằng sau cậu ấy. Thực tế scurry ấy, thì nó nói về một cái hành động mà bước những cái bước nhỏ. Đó, bước những bước nhỏ giống kiểu con nhện hay là con dết hay là những đứa trẻ con ấy chỉ đấy nó gọi scurry chạy và bước từ từ chạy những bước rất là nhỏ nhá scurry rồi có cái tiếng âm thanh như thế và ông Ludo Bagman thì ông ấy đã đi vào căn phòng ông ấy um, by the arm ông ấy nắm lấy tay của Harry cầm lấy tay của Harry và sau đó thì dẫn cậu ấy về phía trước được chưa hết nhá uh, có gì ngày mai mình đọc tiếp hôm nay lên live hơi là muộn Yeah, sorry, for my late um, presence. Right. Now thì mọi người có thể bắt đầu ngang ngáo ở đây. Ở à, đây các bạn có thể lên cái uh, trang chính của mình ở trên phở Bò nhé. Theo dõi mình, uh, mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức này, tài liệu IELTS miễn phí này, hay là kiểu như phương pháp học các thứ ở trên đấy. À, lên đây tham khảo nha, cũng như là kiểu uh, tương tác các thứ. Đó. Rồi khá là hữu ích đó trên phở bò nhé còn xem lại livestream thì các bạn lên cái trang tương tự ừ. Đấy, Đấy hẹn, gặp, hẹn gặp mọi người vào ngày mai bye bye